Xin kính chào quý vị. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá những cơ hội đầu tư bất động sản hấp dẫn tại Hy Lạp và những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho gia đình bạn. Hy Lạp, một quốc gia có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú và đóng vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu từ năm 1981. Hy Lạp sở hữu vị trí địa lý đắc địa, nơi giao thoa giữa ba châu lục, châu Âu, châu Á và châu Phi. Đất nước hấp dẫn này không chỉ cung cấp nhiều cơ hội tuyệt vời mà còn mang đến cho bạn một phong cách sống độc đáo, được bao bọc bởi những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ và bờ biển dài ngút tầm mắt. Nói đến đất nước Hy Lạp xinh đẹp thì không thể quên nhắc đến thủ đô Athens đầy hấp dẫn. Athens không chỉ là một thủ đô năng động mà còn nổi tiếng là một trong những thành phố cổ kính nhất châu Âu, sở hữu lịch sử phong phú đáng để trải nghiệm và tìm hiểu. Mỗi khu vực của thành phố đều có những điểm tham quan và trải nghiệm độc đáo của riêng mình, từ những quán cà phê và quán bar tại Esatia, di sản lịch sử cổ xưa của Plaka, cuộc sống về đêm sôi động tại Gazi cho đến khu mua sắm hấp dẫn nhất của Koukaki. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về phong cách sống của người Hy Lạp. Người Hy Lạp vào cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ thích tận hưởng thời gian bên bãi biển hoặc tham gia vào những bữa trưa ấm cúng kéo dài tại các quán ăn truyền thống trong làng. Họ đặc biệt yêu thích không gian ngoài trời và biết cách tận dụng khí hậu địa trung hải tuyệt vời. Mùa hè là thời điểm được yêu thích nhất trong năm, nhiều doanh nhân tại thủ đô nghỉ ngơi và đóng cửa cửa hàng vào tháng 8. Trong giai đoạn này, mọi người đổ xô đến các hòn đảo, thị trấn ven biển hay làng quê nơi tổ tiên để nghỉ ngơi và thư giãn. Nền kinh tế mới của Hy Lạp có nhiều sự quan tâm và đầu tư từ các thương hiệu quốc tế. Các ngành nổi bật như du lịch, dược phẩm, vận tải hàng hải, công nghiệp giao nhận vận tải và năng lượng tái tạo đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp toàn cầu đến Hy Lạp. Nhiều thương hiệu lớn và được công nhận trên toàn thế giới đã đầu tư vào Hy Lạp, từ tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer đến các nhà sản xuất ô tô Tesla và Volkswagen, công ty viễn thông Cisco và Sharp, đến các cả khổng lồ bán lẻ toàn cầu như Amazon và eBay. Những công ty này đang mạnh dạn định vị lại hoặc lần đầu đặt chân đến đất nước này, mang đến những cơ hội mới. Họ bị thu hút đến Hy Lạp vì nhiều lý do, bao gồm việc có thể cung cấp nhân viên có trình độ cao và đa ngôn ngữ, chi phí lao động cạnh tranh và giá thuê văn phòng hấp dẫn. Chính phủ Hy Lạp cũng thúc đẩy các ưu đãi kinh doanh để hỗ trợ việc tạo ra công ăn việc làm và đào tạo chuyên nghiệp. Mặc dù có nhiều chương trình định cư, thị thực vàng trên thế giới, nhưng Hy Lạp bao năm qua vẫn là địa điểm đầy sức hút. Những ưu điểm bao gồm thiên nhiên, khí hậu, kinh tế, tiềm năng phát triển về giá trị bất động sản, du lịch, công việc và kinh doanh hết sức thuận lợi, cũng như chi phí rẻ và có lợi cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh, cũng như có thể định cư ở một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Chính vì sức hấp dẫn đó mà chương trình thị thực vàng Hy Lạp đang dần khó hơn. Và cơ hội cuối cùng để tận dụng các ưu đãi đang sắp kết thúc. Quốc hội Cộng hòa Hy Lạp vừa đề xuất gia hạn thời gian cho nhà đầu tư chương trình thị thực vàng có thể đầu tư tại Athens với mức tối thiểu là 250.000 euro đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Những nhà đầu tư mua bất động sản trong các khu vực dự kiến tăng trưởng được cho phép, dự án Eliso của chúng tôi nằm trong những khu vực này, nếu đã đặt cọc ít nhất 10% giá trị bất động sản trước ngày 31 tháng 7 năm 2023, sẽ có thể ký kết hợp đồng mua bán bất động sản đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và vẫn được áp dụng theo chương trình 250.000 euro cũ. Thông tin này chưa được công bố chính thức, nhưng khả năng cao sẽ được công bố trong những ngày tới. Hãy tìm hiểu thêm về cơ hội đầu tư vào dự án Elisosu. Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư phù hợp và tận dụng cơ hội từ chương trình thị thực vàng của Hy Lạp. Bạn có đang băn khoăn? Đừng ngần ngại, hãy tự mình đến thăm Hy Lạp và khám phá các dự án của chúng tôi để đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. Chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị tại Hy Lạp. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm và đắm chìm trong vẻ đẹp và nét độc đáo của Athens ngay tận nơi. Chắc chắn rằng bạn sẽ ngạc nhiên trước sự kết hợp hài hòa giữa di sản cổ kính và sự hiện đại, năng động của một thủ đô châu Âu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về sự phát triển của nền kinh tế Hy Lạp để
để hiểu rõ hơn về những cơ hội và tiềm năng mà đất nước này đang mang lại cho thế giới. Xin liên hệ với các văn phòng Key Apply ngay hôm nay để đặt lịch hẹn. Chúng tôi rất mong được đồng hành cùng bạn trong hành trình khám phá Hy Lạp đầy thú vị này. Đừng bỏ lỡ cơ hội được thẻ định cư Hy Lạp cùng với những người thân yêu, cha mẹ, vợ chồng và các con của bạn. Xin cảm ơn bạn đã xem và lắng nghe.